AVZ, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay AVZ. Thân mến chào các bạn, cô Ngọc Anh và AVZ rất vui được đồng hành cùng với các bạn trong năm học lớp 9 này. Như vậy là với những cái video bài giảng trước thì cô đã hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu về một số các văn bản của các văn bản nhật dụng và các văn bản thuộc thơ và truyện trung đại rồi. Trong buổi học ngày hôm nay thì cô sẽ tiếp tục hướng dẫn với các bạn một chùm bài tiếp theo, đó chính là các tác phẩm thơ hiện đại nhé. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với bài thơ đầu tiên, đó chính là bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu. Như thường lệ thì cô sẽ hướng dẫn với các bạn trong bài học này với 3 phần chính. Phần đầu tiên sẽ là tìm hiểu chung về tác giả tác phẩm này. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về những cái điểm đặc sắc cả về nội dung lẫn nghệ thuật của bài. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ tổng kết lại những cái điều đó ở trong phần 3 La Mã nhé. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với bài học này. Phần đầu tiên tìm hiểu chung, một nhỏ cô sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về tác giả nhé. Trước khi mà các bạn xem video bài giảng này thì cô hy vọng rằng là các bạn sẽ đọc kỹ 1 đến 2 lần những cái nội dung, kể cả là nội dung tác phẩm lẫn nội dung của phần chú thích ở trong sách giáo khoa trong 128 và 129 để các bạn có thể biết được rằng là nội dung của bài thơ này mang đến cho chúng ta những điều gì. Sau đó thì các bạn có thể xem video bài giảng hoặc là các bạn có thể là tìm hiểu cái phần nội dung mà Jack đã hướng dẫn các bạn soạn bài để các bạn có thể hiểu hơn về nội dung của tác phẩm này. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến tác giả nhé. Đầu tiên sẽ là yếu tố tiểu sử này. Tác giả Chính Hữu thì tên thật là Trần Đình Đắc, sinh năm 1926, mất năm 2007 và quê ở tỉnh Hà Tĩnh nhé. Đã chú ý yếu tố tiểu sử này, tên thật này. Tên thật của Chính Hữu là Trần Đình Đắc này. Và quê thì ở Hà Tĩnh. Tiếp theo đó là các bạn chú ý một chút này. Tác giả, đây là một tác giả mà tham gia kháng chiến và đồng thời thì cũng là một người lính luôn. Các đội chị. Các đội chị. Thân mến chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong những video bài giảng tiếp theo của Jack và môn ngữ văn lớp 9. Như vậy là cô đã hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu được một số các văn bản nhật dụng này. Đồng thời thì chúng ta cũng đã tìm hiểu, phân tích được một số các văn bản thuộc truyện và thơ trung đại rồi đúng không? Trong buổi học ngày hôm nay thì cô sẽ tiếp tục mang đến với các bạn một nhóm các tác phẩm khác. Đó chính là nhóm các bài thơ hiện đại nhé. Bài đầu tiên trong nhóm này thì chúng ta sẽ có bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu. Như thường lệ thì cô sẽ hướng dẫn các bạn để chúng ta tìm hiểu được nội dung của bài thơ này với 3 phần này. Đó là tìm hiểu chung, tìm hiểu chi tiết và cuối cùng thì chúng ta sẽ tổng kết lại những cái nét đặc sắc về nội dung cũng như là nghệ thuật của toàn bộ tác phẩm nhé. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên, phần 1 La Mã, tìm hiểu chung về tác giả cũng như là tác phẩm này. Chúng ta sẽ có phần 1 nhỏ nhé, đó là tìm hiểu chung về tác giả này. Trong phần tìm hiểu về tác giả này thì cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể chú ý được một số những cái điểm nổi bật về tiểu sử này, về cuộc đời hay là về phong cách sáng tác, những cái nội dung chủ yếu trong thời kỳ sáng tác của tác giả này chẳng hạn. Vậy thì đầu tiên chúng ta hãy chú ý đến tiểu sử của tác giả nhé. Sách giáo khoa trong 129 phần chú thích thì đã nêu với các bạn rõ phần này rồi. Các bạn sẽ có thông tin đó chính là tác giả Chính Hữu thì sinh năm 1926, mất năm 2007 và tên khai sinh là Trần Đình Đắc, quê ở Hà Tĩnh này. Các bạn chú ý một chút, đó là tên thật này là Trần Đình Đắc này. Và quê ở Hà Tĩnh này. Tiếp theo thì chúng ta chú ý một chút đến những cái yếu tố nổi bật liên quan đến cuộc đời của tác giả nhé. Các bạn chú ý đó chính là tác giả Chính Hữu thì vừa là nhà thơ nhưng đồng thời thì ông cũng là một chiến sĩ chiến đấu trong quân đội. Vì vậy nên là chúng ta sẽ có một cái mốc là từ năm 1946 thì tác giả đã tham gia trung đoàn thủ đô và hoạt động quân đội trong suốt cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Thì chúng ta sẽ có cái ý tiếp theo đó chính là từ năm 1946 này. Ông tham gia chiến đấu này. Và
Và chúng ta chú ý là tác giả thì tham gia cả hai cuộc chiến đấu chống Pháp và chống Mỹ nhé. Chống Pháp và chống Mỹ này. Như các bạn đã thấy thì là tác giả chính hữu thì là một người mà đã tham gia trong cả hai cuộc chiến đấu, vì vậy nên là cái sự am hiểu của ông về cuộc sống, cuộc chiến đấu của các chiến sĩ thì rất là tường tận đúng không nhỉ? Vì vậy nên các bạn có một cái điểm nữa ở trong phần tác giả này cần chú ý, cần nêu được nổi bật, đó chính là nội dung chủ yếu mà tác giả chính hữu nói lên ở trong các tác phẩm của mình nhé. Đó là các tác phẩm, các bài thơ của tác giả chính hữu thì thường nhắc đến những cái nội dung đó là cuộc sống, cuộc chiến đấu, đặc biệt là tình đồng chí, đồng đội keo sơn gắn bó của những người lính trong quân đội nhân dân Việt Nam. Vì vậy nên các bạn hãy chú ý đến nội dung chủ yếu này. Chúng ta có nội dung chủ yếu thì sẽ là người lính này. Và đặc biệt là tình đồng chí đồng đội nhé. Cô chỉ viết tắt những cái nội dung cơ bản như thế này thôi. Các bạn chú ý khi mà chúng ta nghe lời giảng của cô thì chúng ta sẽ có thể biết được rằng là nội dung mà cô vừa truyền đạt với các bạn là gì để có thể ghi bài thật là đầy đủ nhé. Tiếp theo thì chúng ta có một nội dung nữa, đó chính là cái phong cách sáng tác, cái lời thơ của tác giả chính hữu thì nó sẽ như thế nào. Chúng ta chú ý đến phong cách sáng tác này. Phong cách sáng tác của nhà thơ chính hữu đó chính là lời thơ của ông thì sẽ rất là tha thiết để nhẹ nhàng, tuy nhiên thì rất là sâu lắng và tràn đầy tình cảm. Đặc biệt các bạn sẽ thấy được rằng là nội dung chủ yếu mà tác giả chính hữu hướng đến ở trong các tác phẩm của mình đó chính là tình đồng chí đồng đội keo sơn gắn bó. Vì vậy nên là khi mà đọc các tác phẩm của ông thì chúng ta hãy chú ý đến nội dung này để xem được rằng là với cái nội dung đó thì tác giả sử dụng giọng thơ, sử dụng những cái từ ngữ như thế nào để có thể biểu lộ được cái tình cảm đó nhé. Các bạn chú ý phong cách sáng tác thì sẽ là nhẹ nhàng này, tha thiết, sâu lắng và giàu cảm xúc nhé. Thế nhờ? Thì cuối cùng thì các bạn cần phải chú ý đó chính là với những cái đóng góp của mình cho nền văn học nghệ thuật thì năm 2000 tác giả chính hữu đã được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Thì các bạn hãy chú ý giúp cô cái điểm cuối cùng đó là mốc thời điểm vào năm 2000 thì tác giả được trao thưởng giải thưởng Hồ Chí Minh nhé. Như vậy là cô đã hướng dẫn để các bạn có thể chú ý một số những cái nét cơ bản về tác giả rồi. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ chú ý đến những cái nét cơ bản về tác phẩm này này. Về tác phẩm thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến hoàn cảnh sáng tác này, đến nhan đề này, một số từ ngữ khó hoặc là cái bố cục của bài thơ, cái mạch cảm xúc của bài thơ như thế nào. Chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 nhé. Hai nhỏ này chúng ta có tác phẩm. Và phần đầu tiên thì sẽ là A này, hoàn cảnh sáng tác này. Các bạn chú ý giúp cô một số những cái thông tin ở trong phần chú thích sách giáo khoa trang 129 nhé. Ở phần này thì sách giáo khoa đã đưa đến với chúng ta này. Bài thơ Đồng Chí được sáng tác vào đầu năm 1948 khi tác giả đang cùng đồng đội tham gia chiến đấu ở trong cái chiến dịch Việt Bắc Thu Đông và đánh bại những cái cuộc tấn công quy mô của thực dân Pháp vào chiến khu Việt Bắc. Và đây là một trong những cái tác phẩm tiêu biểu nhất trong cuộc đời sáng tác của tác giả chính hữu. Đồng thời thì cũng là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất nói về người lính cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Vậy thì các bạn hãy chú ý một chút đến những cái thông tin này nhé. Chúng ta sẽ có thông tin đầu tiên là năm sáng tác này, đó là được sáng tác vào đầu năm 1948 này. 1948. Thông tin tiếp theo các bạn cần ghi đó chính là năm 1948 thì tác giả đã cùng với đồng đội tham gia cái cuộc chiến đấu ở chiến dịch với Bắc Thu Đông nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng chú ý đây là tác phẩm tiêu biểu này. Đây là tác phẩm tiêu biểu. Như cô vừa nhắc ấy, thì chúng ta sẽ có hai cái nội dung ở phần này. Thứ nhất đây là tác phẩm tiêu biểu trong cái sự nghiệp sáng tác của tác giả nhé. Sự nghiệp sáng tác của tác giả này. Và đồng thời thì đây cũng là một trong những tác phẩm tiêu biểu nói về người lính cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp này. Người lính
Người lính cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Với những cái nội dung như thế này thì chúng ta cũng đã hiểu được về hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm rồi đúng không nhá? Ở trong phần 2 thì chúng ta hãy chú ý đến một số từ ngữ khó này. Trong phần này thì có một số từ mà các bạn cần phải chú ý, ví dụ như là từ đồng chí này, từ bếp hoàng cầm này, hoặc là từ tri kỷ chẳng hạn. Một số những cái từ đó thì ở trong sách giáo khoa đã đưa đến với các bạn khá là đầy đủ rồi. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cùng giải thích nghĩa của từ đồng chí ở trong phần C, đó chính là giải thích nhan đề để chúng ta hiểu được xem là tình đồng chí, cái từ đồng chí ở trong từ điển thì sẽ mang ý nghĩa như thế nào. Đồng thời là với nhan đề của bài thơ này thì nó sẽ có cái ý nghĩa đặc biệt như thế nào nhé. Chúng ta chú ý đến phần C, đó là nhan đề của tác phẩm này. Ở trong sách giáo khoa ấy, cái phần chú thích đầu tiên ấy, đã đưa đến với các bạn nghĩa của tình đồng chí, đó chính là những cái người mà có cùng lý tưởng, có cùng ý chí chẳng hạn, có cùng cái chí hướng. Và người ở trong một cái đoàn thể chính trị hay là một tổ chức cách mạng thì thường gọi nhau là đồng chí. Vậy chúng ta hãy chú ý này. Đầu tiên thì chúng ta cần phải nêu được cái nghĩa của từ đồng chí, đó chính là những cái người mà chung lý tưởng nhé. Chung lý tưởng hay là chung chí hướng chẳng hạn. Tiếp theo thì các bạn cần phải chú ý là những cái người ở trong cơ quan đoàn thể thì thường gọi nhau là đồng chí đúng không nhỉ? Thì các bạn chú ý là đây là cách gọi. Tuy nhiên các bạn cần phải chú ý một chút, đó chính là ở cái hoàn cảnh như thế nào thì người ta mới gọi nhau là những người đồng chí đúng không nhỉ? Khi mà người ta gọi nhau là đồng chí thì cái tình cảm có thể gợi lên từ cái cách xưng hô này là như thế nào? Các bạn hãy chú ý, đó chính là gợi lên tình cảm này của những người đồng đội. Những người ở trong cùng một cơ quan đoàn thể, trong cùng một tổ chức thì thường gọi nhau là đồng chí. Và với cách gọi như thế này thì thường thể hiện được cái tình cảm keo sơn này, gắn bó, hoặc là vì họ có cùng chung lý tưởng, cùng chung chí hướng, vì vậy nên là cái con đường để họ có thể hoạt động cách mạng hoặc là có thể cống hiến cho đất nước thì cũng có thể là tương tự với nhau đúng không? Vậy thì các bạn hãy chú ý ở trong phần này, các bạn hãy nêu rõ là với nhan đề này thì tác giả cũng đã đưa đến với chúng ta khá là nhiều thông tin rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần D nhé, đó chính là bố cục này. Trong phần bố cục này, khi cô hướng dẫn để các bạn có thể phân chia bố cục cho bài thơ ấy, thì các bạn hãy chú ý là chúng ta sẽ liên hệ được để nói về mạch cảm xúc của bài thơ luôn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có bố cục của phần này, bài này nó là bố cục 3 phần này. Với phần đầu tiên đó là 7 câu thơ đầu tiên đến hết dòng đồng chí, thì chúng ta sẽ có cái cơ sở hình thành của tình đồng chí nhé. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ có những câu thơ tiếp theo, 10 dòng thơ tiếp theo, chúng ta sẽ nói về biểu hiện và sức mạnh của tình đồng chí. Và cuối cùng đó là 3 câu thơ ở trong khổ thơ cuối, thì chúng ta sẽ có được cái hình tượng cao đẹp, cái vẻ đẹp của tình đồng chí là như thế nào, được chưa nhỉ? Như vậy là cô đã hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu được sơ qua về tác giả cũng như là tác phẩm này. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 La Mã để tìm hiểu chi tiết nội dung cũng như là nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm nhé. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục bài học với phần đầu tiên ở trong phần tìm hiểu chi tiết bài học nhé. Đó chính là chúng ta có phần một nhỏ này, cơ sở hình thành tình đồng chí này. Ở trong phần này thì chúng ta sẽ cùng phân tích 7 câu thơ đầu tiên trong bài. Và đầu tiên này các bạn chú ý, đó chính là hai câu thơ đầu tiên thì đã đưa đến cho chúng ta cái vế, hai cái vế đối nhau rất là chỉnh rồi. Và chúng ta sẽ cùng phân tích xem rằng là với hai cái vế như thế này thì sẽ mang đến với chúng ta nội dung gì nhé. Chúng ta sẽ có hai câu thơ, đó là quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Thì các bạn hãy chú ý đến cái vế đối này, vế đối rất chỉnh ở trong hai dòng thơ này. Chúng ta sẽ có nhá, đó là quê hương này thì sẽ đối với làng, đây có anh thì sẽ đối với tôi. Nước mặn đồng chua này
thì sẽ đối với nghèo, sẽ đối với đất cày lên sỏi đá. Các bạn sẽ thấy ở đây này, chúng ta sẽ có những cái vế đối như thế này. Đặc biệt là ở trong cái phần cuối của hai câu thơ này, chúng ta sẽ có hai thành ngữ. Thành ngữ thứ nhất là nước mặn đồng chua, và thành ngữ thứ hai đó là đất cày lên sỏi đá. Thì các bạn sẽ có nhé, nội dung của cái thành ngữ này ở trong phần chú thích ấy, đã đưa đến với chúng ta khá là rõ ràng rồi. Nước mặn đồng chua có nghĩa là vùng đất bị nhiễm mặn ở ven biển và vùng đất phèn có độ chua rất là cao. Đây là cái vùng đất khó để trồng trọt. Đây là đất xấu này, đất xấu khó trồng trọt. Ở vùng chiêm trũng ấy thì chúng ta thấy có khá là nhiều những cái vùng đồng ruộng như thế này. Khi mà bị phèn chua thì cái việc mà phải thau chua rửa mặn thì rất là khó khăn. Đồng thời thì cái việc mà có thể canh tác trồng lúa ở trên cái khu đất đó thì cũng rất là khó. Tiếp theo thì các bạn sẽ có một cái thành ngữ đó là đất cày lên sỏi đá, là ở những cái nơi mà đất khô này và cái chất đất ở đó thì không có nhiều thịt mà chỉ có thành phần chính ở trong đất đó là sỏi đá thôi. Vì vậy nên cái đất đó thì sẽ rất là cằn cỗi nhé. Cằn cỗi này. Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là hai cái thành ngữ ở đây đó chính là thành ngữ nước mặn đồng chua và thành ngữ đất cày lên sỏi đá thì đều đưa đến với chúng ta những cái điều kiện đất đai, những cái điều kiện để có thể canh tác nông nghiệp rất là khó khăn đúng không nhỉ? Vì vậy nên là với hai cái thành ngữ này và với hai cái vế đối như thế này ở hai dòng thơ thì các bạn cũng đã thấy được rằng là những cái người đồng chí ở đây, đầu tiên họ có cái hoàn cảnh xuất thân, đó chính là quê hương, làng quê của họ, thì đều là những cái vùng rất là khó khăn đúng không nhỉ? Chúng ta hãy chú ý nhé. Đó là điểm chung đầu tiên này. Điểm chung đầu tiên về hoàn cảnh xuất thân này. Hoàn cảnh xuất thân của những người chiến sĩ ở đây thì sẽ đều là những cái vùng quê nghèo này. Và cái việc canh tác, cái việc làm ruộng thì rất là khó khăn đúng không nhá. Đây các bạn hãy chú ý một chút nhá. Đó là chúng ta đã có hai cái dòng thơ đầu tiên thì đưa đến cho chúng ta hai vế đối. Và những cái vế đối như thế này thì đưa đến cho chúng ta những cái điểm chung đầu tiên của những người đồng chí đồng đội. Đó chính là hoàn cảnh xuất thân ở những cái vùng quê nghèo đúng không nhá. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng chú ý xem rằng là họ thì có những cái điểm chung gì nữa nhé. Các bạn chú ý đến hai dòng thơ tiếp theo này. Đó chính là anh với tôi, đôi người xa lạ. Chúng ta hãy chú ý này. Anh với tôi, đôi người xa lạ này. Ở đây thì chúng ta thấy có được cái sự liệt kê về các thành viên ở trong một cái tiểu đội chẳng hạn đúng không nhỉ? Các bạn sẽ thấy tác giả đưa đến với chúng ta cái cách xưng hô là anh và tôi này. Tuy nhiên thì cái người đồng chí đồng đội của mình thì lại được đặt lên trước đúng không nhỉ? Anh được đặt lên trước tôi có nghĩa là giống như là một cái sự trân trọng chẳng hạn. Đó là người đồng chí đồng đội của mình thì sẽ được đặt lên trước, được nhắc tới trước, sau đó thì mới đến mình. Tiếp theo thì các bạn hãy chú ý đó chính là từ đôi ở đây. Nếu như bình thường chúng ta có những cái người bạn thân mật chẳng hạn thì chúng ta thường xưng hô với họ là chúng ta, chúng tớ hoặc là chúng mình chẳng hạn đúng không nhỉ? Tuy nhiên thì tác giả đang đưa đến với chúng ta ở đây đó chính là những cái người đồng chí đồng đội này thì ngay ở cái thời điểm ban đầu ấy, họ chưa có cái điều gì quen biết, thân thuộc với nhau cả. Vì vậy nên là tác giả ở đây thì đưa đến cho chúng ta một cái sự liệt kê là anh với tôi để chỉ rõ ra là những cái người này chưa có sự quen biết với nhau. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy được rằng là hai người này thì đều những cái người đồng chí đồng đội này thì đều như là những cái người xa lạ này, xuất thân từ những cái hoàn cảnh khác nhau này hoặc là từ những cái miền quê khác nhau chẳng hạn. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ thấy một cái sự gắn kết ở họ ngay từ đầu, đó chính là từ đôi ở đây đúng không? Chúng ta sẽ thấy được rằng là mặc dù là xa lạ này, mặc dù là những cái người có những hoàn cảnh xuất thân rất là khác nhau, tuy nhiên thì họ đã bắt đầu có cái sự gắn kết đúng không? Chúng ta thấy bắt đầu có sự gắn kết này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có câu thơ đó chính là tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau này.
cô sẽ không trích dẫn cho cái câu thơ này. Tuy nhiên thì các bạn sẽ thấy được rằng là từ những cái hoàn cảnh xuất thân rất là khác nhau đó, từ những cái miền quê rất là khác nhau đó, thì các chiến sĩ ở đây có được một cái cơ hội, đó chính là họ cùng lý trí này, họ cùng ý tưởng này, và cuối cùng thì họ đã chẳng hẹn mà có thể quen nhau ở trong một cái môi trường chiến đấu, đúng không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy tiếp tục là một cái vế đối nữa này. Chúng ta sẽ có súng bên súng, đầu sát bên đầu này. Đầu sát bên đầu. Nếu như ở phía trên chúng ta có cái vế đối ở trong hai câu thơ, đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ có vế đối ở trong cùng một dòng thơ. Các bạn sẽ thấy này, súng với súng này, đầu thì sát bên đầu, đúng không? Vậy các bạn sẽ thấy được rằng là ở đây thì cái tình đồng chí đồng đội, những cái người đồng chí thì luôn luôn song hành cùng với nhau. Các bạn sẽ thấy này, những người đồng chí thì luôn song hành cùng với nhau. Và đặc biệt ở trong một câu thơ ở phần này, chúng ta đang muốn phân tích về cơ sở hình thành tình đồng chí. Các bạn sẽ thấy được ở trên là họ có được cái điểm chung đầu tiên là hoàn cảnh xuất thân này. Thứ hai là họ có cùng chung lý tưởng, nên là họ có cái cơ hội chẳng hẹn mà quen nhau, đúng không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái trong cái môi trường chiến đấu, trong môi trường quân ngũ, thì họ là những cái người mà luôn luôn song hành, luôn luôn cùng ở bên nhau, gắn bó với nhau, đúng không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một câu thơ để khẳng định rằng là cái tình đồng chí đồng đội này giữa những người đồng chí này đã bắt đầu hình thành và nảy nở. Chúng ta sẽ có câu thơ này: đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ. Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ. Sau tất cả, sau rất là nhiều những cái điều riêng, những cái điều khác biệt, thì cuối cùng chúng ta đã thấy được rằng là ở đây đã có một từ chung, đúng không nhỉ? Phía trên chúng ta đã có một từ đôi rồi, và dưới này thì chúng ta có thêm một từ chung, thì chúng ta thấy được rằng là tác giả thì đang muốn thể hiện với chúng ta, đang muốn khẳng định với chúng ta cái tình đồng chí đồng đội đã bắt đầu nảy nở và có những cái sự gắn bó khăng khít giữa những người đồng đội cùng chiến đấu rồi. Đặc biệt các bạn sẽ thấy được ở đây, đó chính là những người đồng chí đồng đội này thì luôn luôn có cái cuộc sống chiến đấu song hành cùng với nhau. Và ở đây chúng ta sẽ có từ tri kỷ này, đúng không? Họ chẳng hẹn mà quen, tuy nhiên thì họ đã trở thành đôi tri kỷ. Các bạn hãy chú ý từ tri kỷ ở đây nhé. Thì phần chú thích đã đưa đến với chúng ta rất là rõ rồi. Tri kỷ ở đây có nghĩa là một đôi bạn thân thiết, thấu hiểu nhau và hiểu bạn như là hiểu chính mình vậy. Chúng ta sẽ có nghĩa của từ tri kỷ nhé. Nghĩa của từ tri kỷ sẽ là thân thiết này, sẽ là gắn bó này, và hiểu bạn như hiểu mình. Như hiểu mình vậy. Với tất cả những cái nội dung như trên và những cái ý thơ như trên thì các bạn cũng đã tưởng tượng ra được rằng là cái tình đồng chí đồng đội thì đã bắt đầu được hình thành lên như thế nào rồi, đúng không? Các bạn hãy chú ý, đó chính là cái tình đồng chí đồng đội ở đây thì đường nảy nở trong gian lao. Giữa những người đồng chí thì họ có chung cái lý tưởng, và ở trong môi trường quân ngũ thì họ đã có thể là hòa hợp với nhau, gắn bó keo sơn với nhau, đến nỗi trở thành một đôi tri kỷ, hiểu bạn như hiểu mình, đúng không? Các bạn hãy chú ý ở đây phần nhận xét này, đó chính là tình đồng chí, tình đồng chí này thì được nảy nở trong gian lao, được nảy nở trong gian lao. Và đặc biệt đó chính là cái cuộc chiến đấu, cuộc sống chiến đấu này. Thì giúp cho họ gắn bó hơn.
Cuộc sống chiến đấu thì đã giúp cho họ gắn bó hơn, keo sơn hơn, khăng khít hơn. Các bạn sẽ thấy được rằng ở đây, những người chiến sĩ thì có rất nhiều điểm chung với nhau. Ví dụ như là hoàn cảnh xuất thân thì đều là ở những vùng quê nghèo khó này. Họ có đặc điểm chung nữa, đó chính là vì lý tưởng, muốn cho cái cuộc sống của mình được đổi thay, muốn cho đất nước được độc lập, được tự do, đúng không? Vì vậy nên là họ đã cùng nhau hội tụ ở một nơi, đó chính là cái môi trường chiến đấu ở trong quân ngũ. Và tiếp theo chúng ta sẽ thấy được rằng là với những cái điểm chung đó thì những người chiến sĩ ở đây đã trở thành những cái người rất là thân thiết, gắn bó keo sơn và có thể là đồng cảm, sẻ chia cho nhau, đúng không? Chúng ta sẽ cùng được học về cái tình đồng chí đồng đội, có sự sẻ chia này, có sự đồng cảm này, và cái sức mạnh của tình đồng chí như thế nào ở phần sau. Tuy nhiên thì ở trong phần này chúng ta sẽ chỉ nhắc đến cái cơ sở hình thành tình đồng chí thôi. Các bạn chú ý giúp cô câu thơ cuối nhé, câu thơ thứ 7 này. Câu thơ thứ 7 ở trong bài này là một câu thơ rất là đặc biệt nhé. Nó đặc biệt cả về hình thức và đặc biệt cả về nội dung. Các bạn chú ý này, những cái dòng thơ ở trên chúng ta đang có những cái dòng thơ được sáng tác, đó chính là theo thể tự do, là cái số lượng chữ thì không hạn định. Tuy nhiên thì trong hai cái dòng thơ thứ trong dòng thơ thứ 7 này chỉ có hai từ thôi, đó là từ đồng chí này, đồng chí, và đặc biệt là cái từ đồng chí này thì lại đi kèm với một dấu chấm cảm. Các bạn chú ý ở đây, về hình thức này thì cái dấu chấm cảm này thường thường là kết thúc một câu cảm thán, thì chúng ta sẽ kết thúc cái dấu chấm cảm đó, đúng không? Vì vậy nên là ở đây thì chúng ta đã thấy cái tình cảm của tác giả thì được bộc lộ qua cái dòng thơ này. Đồng thời thì chúng ta sẽ thấy được rằng là ở đây thì là một dòng thơ chỉ có hai từ thôi, mà cái từ đó chính là từ đồng chí. Đồng chí có nghĩa là những cái người mà có cùng lý tưởng này, những người mà có cùng chí hướng này, và giữa họ còn có một cái tình cảm, tình đồng đội keo sơn gắn bó nữa. Vì vậy nên là khi mà tác giả đưa đến với chúng ta cái câu thơ thứ 7 chỉ có hai từ như thế này thì đã giúp chúng ta có thể vừa là nhấn mạnh được tình đồng chí, đồng đội keo sơn gắn bó này, vừa đưa đến cho chúng ta một cái câu thơ rất là đặc biệt. Và câu thơ này giống như là một cái bản lề vậy, đúng không? Các bạn sẽ thấy được rằng là nó kết thúc cái việc là đưa đến cho chúng ta cái sự hiểu biết về cơ sở hình thành tình đồng chí đồng đội ở phía trên, ở khổ thơ thứ nhất. Và đồng thời thì nó sẽ mở ra cho chúng ta một cái nội dung tiếp theo ở khổ thơ thứ hai, đó chính là cái sức mạnh, cái biểu hiện của tình đồng chí đồng đội, đúng không? Vì vậy nên là ở đây thì cô sẽ ví nó giống như là một cái bản lề cửa vậy. Và chúng ta sẽ thấy là nó đóng lại, nó khép lại một nội dung thứ nhất và sẽ mở ra cho chúng ta một cái nội dung mới với nhiều điều để chúng ta có thể tìm hiểu, có thể phân tích, đúng không? Vì vậy nên ở đây thì chúng cô sẽ chỉ đưa đến với các bạn cái từ khóa thôi nhé, để các bạn có thể phân tích cái nội dung, phân tích cái câu thơ này. Các bạn hãy chú ý đó chính là có rất nhiều các câu hỏi nhỏ ở trong phần đọc hiểu, hoặc là ở trong sách bài tập chẳng hạn, cũng có câu hỏi liên quan đến việc là em hãy phân tích cái câu thơ, cái dòng thơ thứ 7 này có gì đặc biệt, thì các bạn hãy chú ý để có thể làm rõ được phần này nhé. Như vậy là cô đã hướng dẫn thì các bạn có thể tìm hiểu được về cơ sở hình thành tình đồng chí. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với phần 2, đó chính là tìm hiểu về cái biểu hiện và sức mạnh của tình đồng chí đồng đội nhé. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với phần 2 này để tìm hiểu về những cái biểu hiện và sức mạnh của tình đồng chí nhé. Ở trong phần này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 10 câu thơ tiếp theo như cô đã hướng dẫn ở các bạn để phân chia bố cục rồi đấy. Chúng ta hãy cùng chú ý này, 3 câu thơ đầu tiên ở trong đoạn này. Ruộng nương anh gửi bạn thân cày, gian nhà không mặc kệ gió lung lay, giếng nước gốc đa nhớ người ra lính. Thì ở đây chúng ta sẽ thấu hiểu được cái tâm tư, tình cảm của những người lính khi mà phải xa nhà, đúng không? Khi mà xa nhà, xa quê hương thì họ rất là nhớ quê, đồng thời thì sẽ rất là lo lắng cho cảnh nhà, không biết là đang giờ đang như thế nào rồi. Vì vậy nên chúng ta hãy cùng chú ý ở trong phần này, mặc dù là chỉ với 3 câu thơ thôi. Tuy nhiên thì tác giả đã đưa đến với chúng ta cái tình cảm rất là kín đáo của những cái người lính ở đây. Đó chính là những người lính thì có cái sự cảm thông, những cái tâm tư sâu kín của nhau, đúng không? Chúng ta hãy cùng chú ý phần đầu tiên này, đó chính là những người đồng chí thì cảm thông. Cảm thông cho nhau những tâm tư sâu kín này. Và các bạn hãy chú ý đến 3 câu thơ nhé. Đó chính là ruộng nương anh gửi bạn thân cày này,
gian nhà không mặc kệ gió lung lay, đặc biệt là câu thơ giếng nước gốc đa nhớ người gia đình này. Giếng nước gốc đa nhớ người gia đình. Với hai câu thơ trên thì các bạn có thể hiểu được nội dung, đó chính là mặc dù là công việc ở quê nhà thì còn rất là bộn bề, tuy nhiên thì những người lính đã phải cố gắng thu xếp được những cái công việc đó để có thể đi theo lý tưởng. Đồng thời thì cái việc làm đó cũng có thể giúp ích cho những người dân ở quê hương chẳng hạn. Khi mà người dân còn phải chịu cảnh nghèo đói, cảnh lầm than thì những cái chàng trai, những người chiến sĩ này đã cố gắng gia nhập quân đội để có thể là giúp cho đất nước giành được chiến thắng, giành được độc lập tự do. Và những cái người dân ở quê thì sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, đúng không? Đặc biệt là các bạn hãy chú ý đến câu thơ thứ 3 trong phần này, câu thơ giếng nước gốc đa nhớ người gia lính, các bạn hãy chú ý nhé. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng phân tích đến hai cái khung cảnh, đó chính là giếng nước gốc đa này. Các bạn sẽ thấy được rằng là quê hương thì thường được nhắc đến trong các tác phẩm của các nhà thơ khác, hoặc là mỗi khi mà chúng ta nghĩ đến một cái miền quê, một vùng quê nào đó thì chúng ta sẽ nhớ đến giếng nước gốc đa, con đò, đúng không? Thì đó sẽ là những cái nơi, những cái địa điểm mà phản ánh cái hồn quê chẳng hạn. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là đây sẽ là những cái nơi mà địa điểm đầu tiên mà những cái người lính, những người chiến sĩ nhớ về làng quê của mình, đúng không? Đồng thời thì các bạn hãy chú ý ở đây này. Người lính thì không bộc lộ ra trực tiếp rằng là họ đang có một cái nỗi nhớ với quê hương. Tuy nhiên thì cái nỗi nhớ này thì lại đưa đến cho chúng ta, được đưa đến với chúng ta bằng một cái cách nói, một cái sự nhân hóa rất là đặc biệt, sâu sắc và tinh tế của tác giả. Chúng ta sẽ thấy được rằng là quê hương, những người ở quê hương hay là những cái cảnh vật ở quê hương thì đang nhớ những cái người chiến sĩ, đúng không? Các bạn sẽ thấy là giếng nước gốc đa nhớ người gia lính thì rõ ràng ở đây sẽ là quê hương, những cảnh vật ở quê hương hoặc là con người ở quê hương thì đang nhớ về những người lính, những người chiến sĩ này, đúng không? Vậy chúng ta hãy chú ý ở đây, đó chính là nỗi nhớ này. Nỗi nhớ được gợi lên rất là tinh tế. Đồng thời thì các bạn sẽ thấy được rằng là nếu như về câu thơ như thế này thì chúng ta sẽ hiểu được nó theo cả hai chiều. Một chiều đó chính là cái tâm sự, cái nỗi niềm của người lính nhớ quê hương của mình. Đồng thời thì một điều nữa mà các bạn có thể hiểu được đó chính là cảnh vật của quê hương hay là những cái người ở quê hương thì đang rất là nhớ, có một nỗi nhớ da diết đối với những người lính, đúng không? Hoặc là các bạn có thể liên hệ, các bạn có thể tưởng tượng về những người mẹ, những cái người vợ ở quê thì rất là lo lắng cho những đứa con hoặc những người chồng của mình khi mà tham gia kháng chiến chẳng hạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có những dòng thơ, đó chính là anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh, sốt run người, vầng trán ướt mồ hôi. Và trong phần này thì chúng ta sẽ thấy được rằng là những cái người lính thì đang phải chịu những cái cơn sốt rét rừng. Và chúng ta sẽ cùng phân tích xem rằng là họ có cái sự chia sẻ với nhau như thế nào nhé. Chúng ta hãy chú ý này, đó chính là những người lính ở đây thì chia sẻ những buồn vui này. Hoặc là những khó khăn trong cuộc sống chiến đấu. Nếu như ở phần trên thì tác giả đang đưa đến cho chúng ta những cái phần thơ hết sức là cảm động, đồng thời thì cũng rất là tinh tế về việc là những cái người lính ở đây thì có một cái nỗi niềm thầm kín dành cho quê hương, dành cho gia đình của mình, đúng không? Đồng thời thì những cái câu thơ dưới này, các bạn sẽ thấy được rằng là trong hai câu thơ dưới thì các bạn sẽ thấy không chỉ là chia sẻ những cái nỗi niềm về nỗi nhớ quê hương đâu, mà ngay cả trong cuộc sống thực tại, ngay cả trong cái cuộc sống chiến đấu gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều nguy hiểm như vậy, thì những chiến sĩ cũng đã có những cái chia sẻ những buồn vui, khó khăn cùng với nhau. Các bạn sẽ thấy ở đây đó chính là họ phải chịu những cái khó khăn trong cuộc sống ở rừng này, phải chịu những cái cơn sốt rét rừng. Tuy nhiên thì họ đã cố gắng để thấu hiểu, để cảm thấy được rằng là mình cũng đang phải lo lắng cho những cái người bạn rất là nhiều, đúng không? Các bạn sẽ thấy này, áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá. Thì chúng ta hãy chú ý đến cái vế đối ở đây nhé.
Tiếp tục thì sẽ là hai dòng thơ mang hai cái vế đối nữa. Các bạn sẽ thấy này, áo anh thì rách này, còn quần tôi này thì có vài mảnh vá này. Tiếp tục là hai dòng thơ mang đến cho chúng ta hai cái vế đối nữa. Và sau khi mà nhìn vào hai cái dòng thơ này thì các bạn sẽ thấy được rằng là không chỉ là phải chịu đựng những cái nguy hiểm, những cái khó khăn ở trong cuộc sống chiến đấu đâu, mà họ còn phải chịu đựng những cái sự thiếu thốn nữa, đúng không nhỉ? Cái cuộc kháng chiến chống Pháp và sau đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ của chúng ta thì còn rất là trường kỳ, dài lâu. Vì vậy nên là những người chiến sĩ, những người lính của chúng ta phải chịu rất là nhiều những thiếu thốn. Tuy nhiên, cái sự thiếu thốn này đã được bù lấp, đúng không? Đã được bù đắp bởi vì là giữa những người chiến sĩ ở đây thì đã có những tình cảm rất là gắn bó, keo sơn, những cái sự sẻ chia. Và tất cả những cái sự sẻ chia đó thì dường như là đã bù lấp hết tất cả những khó khăn, những sự thiếu thốn đó rồi. Các bạn hãy chú ý này, đó là tình đồng chí đồng đội này. Tình đồng chí thì đã lấp đầy này những thiếu thốn hay là những khó khăn, hiểm nguy mà những người chiến sĩ gặp phải trong cuộc sống chiến đấu này, đúng không? Vì vậy nên là sau khi mà phân tích được cái đoạn thơ này thì các bạn sẽ thấu hiểu được rằng là biểu hiện của tình đồng chí ở đây là như thế nào. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng chú ý đến hai câu thơ này. Các bạn chú ý đó chính là miệng cười bút giá, chân không giày. Miệng cười bút giá, chân không giày. Có một điều đặc biệt ở trong đoạn thơ này mà các bạn thấy đó chính là những cái câu thơ mà tác giả đưa đến cho chúng ta thì có cái số từ rất là ít thôi. Những câu thơ ngắn ví dụ như là áo anh rách vai này, quần tôi có vài mảnh vá, hoặc là ở trong hai câu thơ này đó chính là miệng cười bút giá, chân không giày, thì những cái dòng thơ có số lượng tiếng rất là ít. Tuy nhiên thì chúng ta lại thấu hiểu được tình cảm mà những người chiến sĩ dành cho nhau là rất là đầy đặn, đong đầy, đúng không? Các bạn sẽ thấy này, ở đây thì các bạn sẽ thấy được những người chiến sĩ ở đây dường như họ vừa trở thành tri kỷ này, đồng thời thì họ đã có cái sự quên mình. Họ quên đi những cái khó khăn, những cái áp lực, những mệt mỏi của mình mà sẻ chia, mà lo lắng cho những người đồng đội, đúng không? Về trên thì các bạn sẽ thấy được rằng là những người chiến sĩ sẻ chia cho nhau, thấu hiểu với nhau từng cơn ớn lạnh, từng cơn sốt rét rừng này. Còn ở phần dưới này, khi mà thấu hiểu những cái thiếu thốn, những cái nguy hiểm thì những người chiến sĩ đã khỏa lấp những cái sự thiếu thốn, những cái sự đau khổ, những sự hy sinh mất mát bằng cái nụ cười, đúng không? Đó là một cái sự động viên rồi. Các bạn chú ý ở trong phần này thì những người đồng chí này đã quên mình. Sự quên mình ở đây các bạn sẽ hiểu nó theo cái cách đó chính là quên đi những khó khăn, thiếu thốn, những cái vất vả của bản thân mình để mà lo lắng, sẻ chia cho những người đồng chí, đồng đội khác nhé. Đã quên mình để lo lắng này. Lo lắng để sẻ chia cho đồng đội này. Như vậy là chúng ta sẽ thấy được rằng là tình cảm của họ dành cho nhau ở đây thì rất là đáng quý, đúng không? Chúng ta sẽ tiếp tục đến với một cái câu thơ mang nội dung rất là đặc biệt, rất là ấm áp ở trong phần cuối của khổ 2 này. Đó chính là thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Thương nhau này, tay nắm lấy bàn tay. Như những cái câu thơ trên thì các bạn đã thấu hiểu được rằng là những người lính thì có những cái sự sẻ chia, những cái sự quan tâm lẫn nhau như thế nào rồi, đúng không?
Tuy nhiên thì ở trong câu thơ này chúng ta sẽ thấy được rằng là cái sự nắm tay ở đây không chỉ là sự sẻ chia đâu, mà các bạn sẽ thấy đó là sự truyền hơi ấm, truyền sức mạnh của những người đồng chí chẳng hạn. Ở trong cái hoàn cảnh thiếu thốn như vậy, phải chịu đựng rất là nhiều khó khăn thiếu thốn như vậy, tuy nhiên thì chỉ một cái nắm tay thôi đã giúp cho họ có thể là vừa tăng thêm sức mạnh, đồng thời thì có thể tăng thêm niềm tin để họ có thể vững tay súng tiếp tục mà chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, đúng không nhỉ? Vậy các bạn hãy chú ý ở đây chúng ta sẽ có từ thương này, và cái cụm đó là tay nắm lấy bàn tay, thì ở đây chúng ta đang có một cái hành động cử chỉ của những người lính để chúng ta có thể hiểu được cái tình cảm mà họ dành cho nhau là như thế nào nhé. Các bạn hãy chú ý này, ở đây thì tình cảm gắn bó, tình cảm keo sơn hay là sẻ chia thì đã được thể hiện rất là rõ nét này qua cái hành động, nó là một cái nắm tay đúng không nhỉ? Cái nắm tay này. Và các bạn chú ý nhé, đó là cái nắm tay ở đây thì không chỉ là cái nắm tay truyền hơi ấm đâu. Không chỉ là cái nắm tay truyền hơi ấm này, mà còn là truyền tình cảm và sức mạnh nữa. Rõ ràng là ở đây họ đang có một cái sự yêu thương lẫn nhau đúng không? Thì họ đã truyền cho nhau những cái nắm tay để thể hiện sự sẻ chia. Đồng thời thì đó cũng sẽ là những cái nắm tay để có thể truyền thêm cho nhau cái sức mạnh để họ có thể vững ý chí này, vững lý tưởng để có thể tiếp tục chiến đấu đúng không? Như vậy là các bạn sẽ thấy được rằng là giống như ở trong cái khổ thơ thứ nhất thì ở trong khổ thơ thứ hai này cũng có một cái câu thơ cuối của đoạn để đưa đến cho chúng ta một cái hình ảnh, một cái hành động rất là đặc biệt, và hành động đó đặc biệt đó thì càng nhấn mạnh, càng thể hiện rõ với chúng ta cái biểu hiện và sức mạnh của tình đồng chí đúng không? Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ ba nhé. Đó là chúng ta cùng đến với cái phần phân tích xem rằng là tình đồng chí đồng đội thì có cái biểu hiện cao đẹp như thế nào, biểu tượng như thế nào nhé. Chúng ta sẽ cùng phân tích ba câu thơ cuối để hiểu được cái biểu tượng đẹp đẽ của tình đồng chí đồng đội mà được tác giả nhắc đến ở trong bài thơ này là gì nhé. Đầu tiên thì các bạn hãy chú ý này, đó chính là hai câu thơ ở đầu đoạn này. Đêm nay rừng hoa sương muối đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới, thì hai cái câu thơ này đã đưa đến cho chúng ta điều đầu tiên, đó chính là những cái công việc thực tế của những người lính nhé. Chúng ta sẽ có này, công việc thực của những người lính này. Như ở hai khổ thơ trên thì tác giả đã nói với chúng ta rằng là những người đồng chí đồng đội, tình đồng chí của họ thì có cái cơ sở hình thành như thế nào này, biểu hiện và sức mạnh của tình đồng chí ra sao này. Thì ở trong phần này tác giả đưa đến với chúng ta một nội dung rất là gần gũi với những người đồng chí thôi, đó chính là họ thì có những cái công việc thực sự như thế nào này. Đêm nay rừng hoang sương muối đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới, chúng ta hãy chú ý đến thời gian, không gian và đặc biệt là cái tư thế để có thể chiến đấu của những người lính nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có thời gian này. Thời gian thì sẽ là đêm này. Không gian này. Không gian ở đây thì chúng ta sẽ có một cái không gian, đó là rừng hoang này. Và sương muối. Có một từ ở trong này mà các bạn cần phải chú ý để hiểu rõ về nghĩa của nó, đó là từ sương muối. Thì sương muối là một cái loại sương mà rất là lạnh ở vùng miền núi phía Bắc. Đó chính là vào mùa đông ấy thì những cái hạt sương đọng lại ở trên cành cây hoặc là ở trên những cái ngọn cỏ ở mặt đất thì đọng lại thành những cái hạt nhỏ tí và trắng như là muối ở trên cây cỏ, trên mặt đất. Và cái hạt xương này thì rất là buốt, lạnh, và nếu như mà bị thấm vào da thì khiến cho da của chúng ta còn bị nứt nẻ nữa. Vì vậy nên là đây là một cái hoàn cảnh chiến đấu rất là khắc nghiệt đúng không? Các bạn sẽ thấy được rằng là cái không gian mà tác giả đưa đến với chúng ta ở đây, đó chính là không gian của rừng hoang rất là lạnh lẽo này, khuya, vắng vẻ. Đồng thời thì cái thời gian đêm này cũng đã gợi lên cho chúng ta được một cái khoảng không gian, đó chính là khoảng không gian rất là tối này. Đồng thời thì các chiến sĩ phải canh gác và chiến đấu trong cái thời gian, trong cái không gian như vậy thì cũng khá là nguy hiểm rồi đúng không?
Các bạn sẽ chú ý đó chính là cái thời gian và không gian này thì gợi lên cho chúng ta cái hoàn cảnh chiến đấu này. Hoàn cảnh chiến đấu khắc nghiệt và nguy hiểm. Khắc nghiệt và nguy hiểm này. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy được rằng là cái tư thế của các chiến sĩ ở trong cái thời điểm chiến đấu này thì sẽ rất là anh dũng này, cái tư thế này. Cái tư thế của các người chiến sĩ ở đây các bạn hãy chú ý nhé, đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới này. Đứng cạnh bên nhau. Chờ giặc tới. Ở trong phần này thì các bạn hãy chú ý nhé, cụm từ đầu tiên đó là đứng cạnh bên nhau, để các bạn thấy được rằng là nội dung thì sẽ có một cái sự tiếp diễn với phần trên. Đó là cái tình đồng chí đồng đội keo sơn gắn bó, và những người đồng chí thì luôn luôn gắn bó, luôn luôn song hành cùng với nhau trong cuộc sống cũng như là cuộc chiến đấu, đúng không? Đặc biệt các bạn hãy chú ý đến từ chờ ở đây này. Từ chờ ở đây thì đưa đến cho chúng ta một cái tư thế chủ động. Tư thế chủ động này. Rõ ràng thì những người lính ở đây không hề có cái sự hoang mang, có cái sự lo sợ, đúng không? Mặc dù là hoàn cảnh chiến đấu ở đây thì rất là khắc nghiệt này, rất nguy hiểm. Tuy nhiên thì họ đang có một cái sự chủ động trong việc là chờ giặc tới, đúng không? Vì vậy nên các bạn hãy chú ý là với cái tư thế này, với cái hoàn cảnh chiến đấu như thế này thì đã khẳng định lên những cái tư chất của người chiến sĩ đó rất là anh hùng này, đồng thời thì là không lo sợ nguy hiểm, đúng không? Các bạn hãy chú ý đến những phẩm chất. Phẩm chất của người lính này. Vừa có sự gắn bó với đồng đội này. Đồng thời thì cũng rất là anh dũng. Và luôn luôn trong tư thế đó là sẵn sàng chiến đấu. Tư thế sẵn sàng chiến đấu này. Đặc biệt các bạn sẽ thấy được nội dung của dòng thơ cuối ở trong bài này thì đưa đến với chúng ta một cái điểm nhấn nhé. Các bạn hãy chú ý này, điểm nhấn trong bài thơ. Điểm nhấn trong bài thơ này chính là câu thơ cuối này, là câu thơ đầu súng trăng treo, đúng không? Đầu súng trăng treo này. Trong thơ này thì đưa đến cho chúng ta rất là nhiều những cái sự liên tưởng thú vị. Tuy nhiên thì các bạn sẽ thấy được rằng là với nội dung của hai câu thơ này mà tác giả Chính Hữu đưa đến với chúng ta thì chúng ta sẽ cảm nhận được một cái bức tranh vừa hiện thực vừa rất là ảo, đúng không? Các bạn hãy chú ý nhé. Ở đây thì chúng ta đang có một cái bức tranh vừa thực lại vừa ảo này. Giải thích với các bạn một chút, cái hình ảnh thực ở đây đó chính là ở trong một cái đêm sương muối này, rừng hoang vắng lạnh như vậy thì những người chiến sĩ không chỉ có những người đồng đội ở bên cạnh đâu mà còn có thêm một người nữa, một nhân vật nữa để bầu bạn, đó chính là ánh trăng, đúng không? Và chúng ta cảm giác như là khi mà họ đeo súng trên vai này thì cái mặt trăng khi nhìn từ dưới lên thì có cảm giác như là đang treo lơ lửng ở trên đầu ngọn súng vậy. Vì vậy nên là ở đây thì cái hình ảnh trăng này, hình ảnh đầu ngọn súng thì là hình ảnh thực. Tuy nhiên thì cái hình ảnh liên tưởng, cái sự liên tưởng của tác giả ở đây đưa đến cho chúng ta thì giống như là một cái bức tranh rất là đẹp và rất là hư ảo về đời sống, về cái cuộc sống chiến đấu của những người lính, đúng không? Đồng thời thì các bạn sẽ thấy được rằng đây là một cái hình ảnh rất là đẹp. Tuy nhiên thì các bạn cần phải chú ý một chút, đó chính là cái câu thơ này. Đặc biệt đó là hình ảnh súng và hình ảnh trăng ở đây thì đưa đến cho chúng ta, gợi lên cho chúng ta rất là nhiều những cái liên tưởng nhé. Các bạn hãy chú ý đó chính là hai hình ảnh. Hình ảnh này, súng và hình ảnh trăng ở đây thì gợi cho chúng ta rất là nhiều liên tưởng. Có rất nhiều những nhà phê bình hoặc những nhà phân tích về tác phẩm này thì đã đưa đến cho chúng ta rất nhiều cách hiểu về súng và trăng ở đây. Nếu như súng ở đây là biểu tượng cho chiến tranh này,
Thì ở đây chúng ta có trăng sẽ là biểu tượng cho hòa bình, cho cuộc sống yên ả, mà con người ta thì có thể tận hưởng được những cái vẻ đẹp của thiên nhiên, đúng không? Chúng ta hãy chú ý này, trăng thì biểu tượng cho hòa bình. Nếu như chúng ta nghĩ rằng, chúng ta đưa ra cái nhận định rằng súng ở đây là biểu tượng cho hiện thực, thì trăng ở đây sẽ là biểu tượng cho sự lãng mạn nhé. Hiện thực này, đây sẽ là sự lãng mạn này. Cũng giống với cái sự liên tưởng của chiến tranh và hòa bình, thì các bạn sẽ thấy được rằng là ở trong chiến tranh thì những con người ở đây sẽ phải là một chiến sĩ, đúng không? Tuy nhiên nếu như họ ở trong một cái cuộc sống hòa bình, họ có một cái cuộc sống thư thái hơn để có thể cảm nhận về thiên nhiên, thì rõ ràng là với tâm hồn như thế thì họ có thể trở thành những người thi sĩ, đúng không? Chúng ta sẽ có ở đây sẽ là chiến sĩ này, và đây sẽ là thi sĩ này. Hoặc là nếu như chúng ta có cái sự tìm hiểu sâu sắc hơn ở trong phần này, thì các bạn có thể là đưa đến những cái cách liên tưởng, những cách hiểu khác nhau cho hình ảnh súng và hình ảnh trăng ở đây. Tuy nhiên, cô muốn khẳng định, cô muốn nhấn mạnh với các bạn được một điều, đó chính là cái hình ảnh súng và hình ảnh trăng ở đây được tác giả đưa đến, mặc dù là cái nội dung, cái ý nghĩa biểu tượng của nó thì dường như là đối lập nhau. Tuy nhiên thì nó được đặt cạnh nhau ở trong cùng một dòng thơ. Và dòng thơ này thì chỉ có 4 tiếng thôi, thì đã đưa đến cho chúng ta rất là nhiều liên tưởng thú vị. Và đặc biệt đó chính là cái hình ảnh ở câu thơ này thì giống như là một cái điểm sáng cho bài thơ vậy, đúng không? Chúng ta hãy chú ý này. Câu thơ thì tạo nên điểm sáng này. Tạo điểm sáng cho toàn bài. Đặc biệt các bạn sẽ thấy được rằng là với những cái nội dung, với những cái ý nghĩa mà cô chỉ ra, thì rõ ràng là đây là một cái hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng rất là lớn, đúng không? Mang ý nghĩa biểu tượng lớn này. Mang ý nghĩa biểu tượng rất là lớn. Đặc biệt các bạn sẽ thấy thêm này, với hai cái hình ảnh thơ này, đặc biệt là với cái nhịp thơ 2-2, chúng ta sẽ có đầu súng trăng treo thì sẽ là nhịp thơ 2-2, đúng không? Nhịp thơ 2-2 các bạn sẽ thấy nó đều đặn. Nếu như các bạn tưởng tượng về những cái cuộc hành quân, thì đây sẽ là những cái nhịp giống như để chân bước đều của những người chiến sĩ, đúng không? Tuy nhiên thì ở trong trường hợp cụ thể của dòng thơ này, nhịp thơ 2-2 giống như là một cái sự cân đối, giống như là nhịp lắc của một cái vật gì đó chung chiêng giữa đất trời, giữa trời hoang, giữa sương muối, mà lại còn bị treo ở trên đầu ngọn súng nữa, đúng không? Các bạn hãy chú ý đến cái nhịp thơ 2-2 này để có thể phân tích về vẻ đẹp của ánh trăng, hoặc là một cái sự chung chiêng của vầng trăng khi mà được treo lơ lửng ở giữa trời đêm khuya nhé. Như vậy là cô đã hướng dẫn để các bạn có thể phân tích được về cái biểu tượng đẹp đẽ của tình đồng chí ở trong 3 cái câu thơ cuối, đặc biệt là dòng thơ cuối cùng của bài này. Ngay sau đây thì cô sẽ hướng dẫn để chúng ta có thể tổng kết được về nội dung và nghệ thuật của bài nhé. Và trong phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tổng kết những cái điểm đặc sắc về nội dung cũng như là nghệ thuật của bài thơ đồng chí nhé. Đầu tiên này, chúng ta sẽ có phần nội dung này. Ở trong phần nội dung này thì cô muốn nhắc để các bạn có thể nhấn mạnh, các bạn có thể nhớ được về cái nội dung, đó chính là tình đồng chí, đồng đội gắn bó keo sơn được tác giả thể hiện với chúng ta ở trong bài thơ này. Tác giả thì đã thể hiện với chúng ta về cơ sở hình thành của tình đồng chí, đó chính là những cái người mà cùng chung cảnh ngộ và có lý tưởng chiến đấu này. Đồng thời thì họ có được những cái biểu hiện, những cái sức mạnh rất là to lớn ở trong cái cuộc sống chiến đấu, đó chính là sự gắn bó, sẻ chia và cảm thông lẫn cho nhau, đúng không? Cuối cùng thì các bạn đã thấy được rằng là tác giả chính hữu thì đã đưa đến với chúng ta một cái biểu tượng rất là đẹp đẽ của tình đồng chí, đồng đội. Hình ảnh đầu súng trăng treo ở đây thì đưa đến cho chúng ta rất là nhiều sự liên tưởng khác nhau, đúng không? Vì vậy nên các bạn hãy chú ý này, chúng ta ghi được một số nội dung. Đầu tiên sẽ là tình đồng chí. Dựa trên những cơ sở tình đồng chí ở đây thì sẽ dựa trên những cơ sở, ví dụ như là cùng chung cảnh ngộ và cùng chung lý tưởng, đúng không? Tiếp theo thì các bạn hãy chú ý là chúng ta có cái sức mạnh
Và biểu tượng cao đẹp của tình đồng chí này. Biểu tượng cao đẹp của tình đồng chí. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng chú ý đến nghệ thuật của bài nhé. Như cô đã phân tích ở trong bài thì các bạn đã thấy, chúng ta thấy tác giả Chính Hữu đang thể hiện những cái nghệ thuật làm thơ trữ tình của mình khá là đặc sắc và tinh tế đúng không? Chúng ta sẽ chủ yếu nhắc đến một số những cái nghệ thuật sau đây. Đầu tiên thì các bạn hãy chú ý đến ngôn ngữ thơ này. Ngôn ngữ của tác giả Chính Hữu ở trong bài thơ này thì rất là giản dị, chân thực. Đồng thời thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái ngôn ngữ ở đây thì giàu tính biểu cảm và cái tính cô đọng, cái tính hàm xúc của nó thì rất là lớn nhá. Tiếp theo thì chúng ta hãy chú ý đó là cái lời thơ ở đây này. Lời thơ của tác giả thì tha thiết, trữ tình. Lời thơ, giọng thơ của tác giả tha thiết, trữ tình kết hợp với việc đó chính là những cái ngôn ngữ giàu tính biểu cảm này, giàu tính cô đọng và hàm xúc thì đã đưa đến cho chúng ta những cái nội dung rất hay, tinh tế. Đồng thời thì chúng ta hiểu được ý đồ mà tác giả muốn gửi gắm qua bài thơ đúng không? Như vậy là cô đã hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu được cả về nội dung lẫn nghệ thuật của bài thơ đồng chí này. Hy vọng rằng là với bài thơ này và những cái bài thơ tiếp theo ở trong nhóm các tác phẩm thơ hiện đại Việt Nam thì các bạn sẽ có thể có được một cái nhìn toàn cảnh về văn học Việt Nam thời kỳ hiện đại nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những buổi học tiếp theo. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.